Rồi, chào mừng các bạn đến với Street Workout công viên Làng Hoa. Yeah. Yeah. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series 5 phút công viên ha. Thì như mình đã hứa, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn cấp trước giờ trong cái series 3 series được tập trưng để dây tập trung đa số là cardio. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập tăng cơ, tập về tăng cơ. Tập tăng cơ vào đây. Này, về Lâm, mình nếu mà các bạn đã theo dõi mình thường xuyên thì Lâm sẽ mình có một clip để trong trại với em đó. Hôm nay mình sẽ tập với các bạn Lâm cho mình một. Ok, hôm nay em target mình dễ lắm, trong năm phút này mình chỉ 100 kg đó. Ok, nhưng mà nó sẽ theo phương pháp phương pháp ha. Rồi mình chú ý nha, bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ làm từ 100 cái này mình sẽ chia ra hai lần, từ 1 đến 10. Và sau đó mình sẽ quay trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, mình quay trở lại là 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nha. Các bạn nhớ là khi mình hit cái set này nè thì các bạn khi mình mệt á, mình cũng vậy nha, mình chỉ đứng chân tay và đứng chân thôi. Tại vì cái set này nó sẽ làm cho các bạn tập vào vai và hầu như là cái tay của bạn luôn, nó đã luôn ha. Không vào nha, đây là cái bắt. Đối với những bạn mà mình chưa quay hết đất á, mình có thể chọn cao hơn, mình sẽ chọn những cái cây cao hơn. Đây ha. Rồi bắt đầu tính nhất nha, 1 cái. Các bạn nghỉ 1 giây. 2 giây. Các bạn nghỉ 2 giây. 3 giây. 3 giây. 100 cái thôi. Chính nào. Đối với những bạn mới á, bạn chưa quen thì bạn có thể nghĩ sao động được nữa. 100 cái. Ok. Không. Mẹ đi quán rồi. Rồi, 8 à. Má Sơn bớt không thở lại Sơn ơi. Mà hai bớt không thở lại. Rồi luôn, các bạn cứ thấy các bạn có động tay hả? Sáng em mới tập. Giờ em 5 phê rồi. Nó xong rồi. Thứ 7 nha. Go. chút hơn rồi nha. Căng thẳng ra. Căng thẳng ra chị ơi. Đó là 7 giờ 6 nè. Wow. Cầm được không bạn ơi? Con này nha. Biết lần này nó là bọt rồi. Thấy đúng rồi. Đúng rồi. Năm nào. Ý sao chỗ anh Sơn mồ hôi quá trời, còn lâu không có đợt nào vậy? 4 là vừa hết mưa luôn, cái xong mưa luôn rồi thấy không? Trong cái đất ha, thì cái này là các bạn cố gắng thành đủ, nhớ đừng đứng dậy nha. Có thấy là mình tập không lực tay vai rất là căng, good. Chứ các bạn tập luyện một tiếng bộ mưa luôn rồi nè, còn mưa luyện người khác. Hẹn gặp lại ở các bạn ở series sau, rồi qua cái sàn ha. Hẹn gặp lại các bạn.